chúng ta sẽ bốc thăm vào vị trí đội 1, đội 2, đội 3, đội 4 cho tới đội 8. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bốc thăm chia bảng. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành cái vị trí đội trước, sau đó chúng ta sẽ hoàn thành cái vị trí là chia bảng. Vị trí số 1, đội 1, đội 1. Mấy điểm? Số nhân. Dừng lại mức độ thôi, chúng ta đừng thích nhau ra đường, nên thích nhau những việc khác thì hơi căng. Rồi một lần nữa thì bạn tổ chức cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiện. Thiện ơi. Go, go, go.
Hey, 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 hey